trưởng tượng hội trưởng tổng thiệu quý bà của các chị và các bạn trở lại phần 2 của chương trình Hát Mừng Hạnh Phúc trong buổi trưa hôm nay. Kính thưa quý bà, bản thân mến, âm nhạc là một thông điệp tình yêu mà bất cứ ai cũng cần đến. Ngày hôm nay, ban nhạc Thiên Phú của chúng tôi sẽ đến cho tất cả quý vị những niềm vui và những niềm hạnh phúc mới nhất. Rất mong sự cổ vũ và đóng góp những lời ca tiếng hát đến từ tất cả quý vị. Thì giờ đây được sự đồng ý của gia đình thì chương trình ca nhạc chúng ta sẽ bắt đầu. Và giờ đây để mở đầu cho chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng giao lưu qua tiếng hát của chú Lưu Hoàng, một ca khúc rất là hay và dễ thương, rất là quen thuộc nhưng vẫn được mang tên Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Xin mời quý vị ta cùng lắng nghe. Hồi nãy giờ tôi sợ bao nhạc ế bây giờ xin cho Lưu Hoàng một tràng vỗ tay để xung hát với chúng ta Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cậu muốn gửi đến cho các con nè, với bài Đâu Phải Bởi Mùa Thu, sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Đâu Phải Bởi Mùa Thu nè. Nghe tình cảm lãng mạn. Không sao nè, chứ không sao chứ không gì không thoát được đâu. Em dù gì làm gì cho đã đuối, ta nuốt tận nguyện vết sẹo thời gian. Em dù gì là dù cho bị thương, vì thương có bao giờ người lại. Em dù gì lời dù có ta một thời đam mê, một thời hơn we'll be right back.
Xin mời chúng ta giao lưu một giọng ca nữ đầu tiên qua tiếng hát của cô Tấn. Xin mời cô Tấn một ca khúc lựa chọn tiếp theo. Xin mời cô Tấn ạ.